không biết rồi cũng sẽ biết được tao là ai. Xuất thân từ đường phố ti từ nhiều lần sai. Phong cách tao mỏng manh như mấy anh này thấy. Dép là quần 20 cái đêm về thích là bài Bước vào game từ hai bàn tay trắng. Rồi có nhiều fan gặp thời nhiều may mắn. Quá khứ nhiều đêm này thua cho cay đắng. Nhưng mà có rất nhiều em gặp phải tao liền say nắng. Yeah, chỉ có phải là không có sai đâu. Chăm chai top 1 vì là bay năm ngoái đầu. On mic chập nhịp gãy luôn cả hai câu. Nghe tin tao đụng chuyện thì anh em Dubai đâu. Anh em Dubai đâu. Anh em Dubai đâu. Dubai đâu. Bay lên trời cao. Lên trời cao muôn ngàn ánh sao sáng soi chiều rồi. Màn đêm tối trắng làm ta sợ. Đuổi theo làn gió ta bay cùng ấy như là cánh chim nước hoa đầy ngàn. Truyền nhân thế giới kia chạy loạn chẳng bàn thế sang người kia làm điều gì. Điều gì khiến ta trở nên lầm lì. Sao mà chuyện diễn ra còn lại là điều gì. Lời người ghét nhau rồi ai cũng xa đi. Bay lên trời cao, lên trời cao. Từng là thằng nhóc máu ông heo để đánh bát, kiếm tiền đồng cắt từ những manh vụn sắc nét. Thằng trẻ ớt hát từng gọi tao là nhóc ép, nhưng bây giờ thì khác khi tao rap như là Nguyễn Hải Phong đang lột xác một phát thành heo luôn. Làm nhạc và rap tâm sự buồn, có lúc thì đi lên lúc thì đi xuống. Như một khi mà đã rap thì tục cứ biết lâu buồn. Yeah, đây là nhạc để gửi cho tụi mày nghe chơi. Đây là lần thứ hai tao on mic về cuộc đời. Từ khi bắt đầu chơi cho đến nay vẫn